mừng các bạn đã quay lại với chương trình Phù Thủy Chỉ Số được xây dựng bởi công ty cổ phần chứng khoán Vitri. Và hôm nay thì Phù Thủy đã nhận được một câu hỏi từ một người rất là đặc biệt. Và nội dung của câu hỏi này thì liên quan đến một cái chỉ số tài chính mà tất cả các bạn tham gia thị trường chứng khoán đều cần phải biết. Vâng, thưa các bạn, câu hỏi đặc biệt đến từ một bác người Mỹ rất nghiện buffet, và bác đặt câu hỏi cho Phù Thủy như sau. Tôi thì đang nghiên cứu về ngành buffet và tôi có sang thị trường Việt Nam để khảo sát một vài những cái chuỗi cửa hàng. Nhưng mà tôi lại thấy là cái chuỗi trà đá ở Việt Nam ấy thì lại có cái tỷ suất lợi nhuận rất là cao. Thì bác ấy mới hỏi Phù Thủy là: Phù Thủy ơi, tôi có nên bỏ cái ngành buffet này đi để chuyển sang đầu tư trà đá không? Vâng, để trả lời câu hỏi của bác thì hôm nay Phù Thủy sẽ giới thiệu một chỉ số tài chính rất là quan trọng để đánh giá những cái hiệu quả của công ty. Và đây là một chỉ số mà được yêu thích bởi một nhà đầu tư huyền thoại ở trên thị trường. Bác ấy không nghiện buffet nhưng mà bác ấy có họ buffet. Và các bạn có biết tại sao mà bác buffet lại thích cái chỉ số này không ạ? Bởi vì là thầy của bác ý thì đã nói một câu rất là nổi tiếng, đó là không coi cổ phiếu như những cái con số trên sàn mà hãy xem như là công việc kinh doanh mà bạn cần phải nắm rõ. Và cách nhanh nhất để nắm rõ cái công việc kinh doanh đấy đó là sử dụng cái chỉ số ROE, Return on Equity, hay người ta còn gọi đó là cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Và hôm nay Phù Thủy sẽ bật mí cho các bạn một cách vô cùng hiệu quả để đánh giá chỉ số này và áp dụng nó vào trong việc phân tích một mã cổ phiếu. Thế thì ROE là gì và ý nghĩa của ROE như thế nào? ROE thì như tôi vừa mới nói, đó là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, và nó sẽ bằng cái tổng lợi nhuận dòng chia cho cái trung bình vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Như vậy thì ý nghĩa của ROE là với một đồng vốn bỏ ra thì doanh nghiệp thu về bao nhiêu đồng lời. Tôi muốn lấy một ví dụ về cái cửa hàng trà đá mà bác ấy có nhắc đến ở trong câu hỏi. Như tôi được biết ý, thì trên thị trường hiện tại là giá một cốc trà đá bây giờ là 3.000 đồng. Nhưng mà tôi có hỏi bác bán trà đá thì bác ấy bảo là bác ấy chỉ phải bỏ ra khoảng 300 đồng thôi. Như vậy tính sơ sơ ấy thì là bác ấy lãi đang tầm khoảng 10 lần, tức là lãi khoảng tầm 1.000%. Vậy thì ROE cao thì có phải là hiệu quả không ạ? Thực ra thì câu trả lời sẽ là có và không. Có, tức là bởi vì là bạn thu về một đồng lợi nhuận nhiều hơn trên cái vốn mà bạn bỏ ra ấy, thì lợi nhuận ROE càng cao thì nó càng tốt. Nhưng ở mặt khác thì không, tại sao lại không? Bởi vì là chúng ta sẽ phải còn xem xét các yếu tố khác khi đánh giá cái chỉ số ROE này. Và để đánh giá các yếu tố khác thì các nhà đầu tư trên thị trường sử dụng cái mô hình DuPont rất là nhiều. Chúng ta có thể lấy một ví dụ về hai công ty, Cotecons và công ty Hòa Bình, đều là hai công ty trong ngành xây dựng cơ bản. Chúng ta nên chọn hai công ty cùng ngành để so sánh với nhau, bởi vì hai công ty cùng ngành thì người ta sẽ có rất nhiều cái tính chất liên quan đến lợi nhuận cũng như là liên quan đến cái vốn chủ giống nhau. Vâng, như các bạn có thể thấy ở trên màn hình, tỷ lệ ROE của công ty Cotecons luôn thấp hơn công ty Hòa Bình trong vòng 4 năm qua, từ 2016 cho đến 2019. Nhưng mà cái biên lợi nhuận dòng của CTD ấy thì luôn cao hơn là HBC. Như vậy có thể hiểu đơn giản rằng là cái đồng lãi mà CTD thu về ấy thì luôn cao hơn Hòa Bình. Chính vì thế các bạn có thể thấy là cổ tức tiền mặt của CTD trong vòng 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, cũng luôn cao hơn Hòa Bình. Lấy ví dụ như năm 2018 thì cái tỷ lệ cổ tức tiền mặt của CTD cao hơn hẳn 6 lần của Hòa Bình. Thế thì vì sao lại như thế? Các bạn có thể nhìn vào trong bảng ấy thì các bạn có thể thấy tỷ lệ đòn bẩy tài chính của HBC luôn cao gấp nhiều lần so với CTD. Như vậy có nghĩa là Hòa Bình vay nợ nhiều hơn và họ sẽ phải trả cái lãi ngân hàng nhiều hơn. Còn nhìn vào vòng quay tài sản á, thì các bạn cũng có thể thấy rằng chỉ số của CTD tốt hơn rất nhiều so với Hòa Bình. Với một đồng tài sản bỏ ra thì CTD thu về 1,7 đồng, tuy nhiên thì Hòa Bình chỉ thu về có 1 đồng thôi. Như vậy thì để biết rằng là ROE có hiệu quả hay không thì các bạn có thể thấy rằng trên bảng chúng ta có 3 yếu tố, và 3 yếu tố này rất là quan trọng và nó luôn đi cùng với nhau. Đó là cái biên lãi dòng này, thứ hai là cái vòng quay tài sản, và thứ ba là cái đòn bẩy tài chính. 3 chỉ số này thì rất là hữu ích trong việc là đánh giá cái tỷ lệ ROE của chúng ta có hiệu quả hay không. Và các bạn hãy áp dụng cái mô hình DuPont này để đánh giá cái ROE cho mã chứng khoán của các bạn nhé. Cái này thì chỉ là bonus thêm thôi, vì thực ra ấy, tất cả các công ty chứng khoán này cũng như là các trang cung cấp thông tin về tài chính như là CafeF này hay là Vietstock này
đều có những cái thông tin về ROE của tất cả các công ty ra trên thị trường chứng khoán rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tính cái chỉ số ROE này sử dụng vào có tài chính như thế nào thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Tôi vừa nói là công thức tính ROE thì bằng cái lãi ròng chia cho cái trung bình vốn chủ sở hữu. Lãi ròng hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế thì các bạn có thể tìm thấy ở trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Còn cái trung bình vốn chủ sở hữu thì bạn có thể tìm ở trong bảng cân đối kế toán. Các bạn muốn lấy trung bình thì các bạn sẽ lấy cái vốn chủ sở hữu của cuối năm và cộng với đầu năm chia đôi thì các bạn sẽ có được trung bình của vốn chủ sở hữu. Quay lại với câu hỏi của vị khán giả chương trình phù thủy chỉ số của chúng ta thì phù thủy có thể chia sẻ với bác rằng là ngành buffet và ngành trà đá đều trong cái ngành F&B. Phù thủy chúc bác là sẽ sử dụng thành công cái mô hình DuPont để phân tích cái chỉ số ROE của hai ngành này. Nhưng mà thật ra thì nghĩ một cách đơn giản thì liệu có chăng là bác có nên mở trà đá ở bên ngoài có buffet không ạ? Như vậy thì bác có thể vừa tận dụng được cả hai mô hình kinh doanh này không? Phù thủy chúc bác thành công và trở thành người Mỹ đầu tiên đã mở thành công một chuỗi trà đá ở Việt Nam. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên like và subscribe chương trình Phù thủy chỉ số để tiếp tục tìm hiểu những thông tin tài chính có ích trong việc đầu tư chứng khoán của các bạn.